Hello mọi người, hôm nay Hạnh Nhung xin review báo giá về dòng xe Suzuki Satria tư nhân và chính hãng nhé. Sau lưng Nhung á là em chính hãng nè, có xi nhan nồi trước và sau nè, mâm á là mâm đỏ nhá, mâm zin của nó luôn. Màu này là màu sơn 3D nè. Khi mà mọi người mua xe màu sơn 3D thì bên em nhận ra cờ việc đúng như cái màu sơn cho mọi người luôn nha. Ở đây là có ba ga nè, trong đây là có một cái ốp nhỏ nhá. Khi mà mọi người có thể để sạc dự phòng nè, thuốc lá nè, rất là tiện lợi luôn nha. Do là xe nhập khẩu á, sẵn đây á là em có lên cho mọi người á là phụ kiện nè, là bao gồm á là ba ga nè, phuộc nè, chống đổ trước và sau nha. Mọi người thích á thì em có thể giảm cho mọi người thêm tiền phụ kiện nè, cộng với tiền xăng xe đi lại, tiền liên hệ cho mọi người luôn nha. Giá em nói là 49 triệu, xe chính hãng là 49 triệu nha. Màu này màu sơn 3D nè. Sẵn bên đây là có một em Satria tư nhân. Thì nhìn sơ qua thì hai em nó tương tự nhau thôi, nhưng mà ở đây là có một cái tag gắn biển số nha, do là xe nhập khẩu nguyên con từ Indo á. Đây vẫn là phụ kiện là ba ga cho mọi người luôn. Thì giá em nó chỉ đắt hơn con chính hãng 2 triệu thôi, giá em nó là 51 triệu 900 nha. Mua góp thì mọi người trả trước cho em 8 triệu trở lên thôi là có thể mua được xe rồi. Thủ tục mua góp thì chỉ còn căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân là có thể mua được xe rồi nha. Mọi người có thể liên hệ đặt lịch hẹn với em qua số điện thoại là 0971152589, số điện thoại có sử dụng Zalo nha. Hiện tại là cửa hàng em đang ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nha. Tạm biệt mọi người.